Xin chào quý vị các bạn nha. Hôm nay em lại có mặt ở chợ phiên ở Hà Nội đây. Đây, đang ở Hà Nội. Rất là đông đúc luôn. Chị bán mỗi 2 cây quất rồi hả chị? Em có mỗi 2 cây đấy. Thế thì là chị bán hết sạch quất rồi à? Vâng. Có mấy cây nó phải đổ sớm cho mang mình. Vâng. Cây quất này mấy trăm đấy chị? Mấy hả chị? 90.000. Có 90.000 rồi á? Đấm một lần đấy. Ui, rẻ nhỉ? 90.000 một cây quất. Thì anh đang bán câu bao nhiêu? Đấy, con nhìn cây này. Anh đang bán là cô mà. Vâng. 250.000 là rẻ rồi. Đây, cây rất đẹp luôn. Quất văn giang hay có kiểu có từng chùm một kiểu này. Ở đây là quất nhiều các bạn. Đây. Ôi giời ơi, sớm. Ôi giời, chơi con, bao nhiêu chơi con, ra riêng, cái gì mà phải đến tăng tắt luôn rồi. Bình nhỏ nhỏ này bao tiền đây chị? Mình xem trước. Nếu bây giờ mua trước phải mua cây xanh xanh. Cái này rồng không ai đánh vào. À, đánh vào. Rồng từ bé không? Ai đánh này vừa này chột thì không là gì, đây này ông rồng từ bé. Tức là từ bé nó đã để sẵn trong này. Quất tứ liên đúng không? Quất chị quất tứ liên đúng không? Tức là người ta bón cái phân để cho quả ấy. Chứ mình mà để tự trồng nó đâu có nhiều quả dày đâu. Được may ra được 1-2 quả thôi. Rất là nhiều quất luôn. Hoa quả trái ngọt. Bao nhiêu luôn? Cây này 10.000. Nhưng mà cây này cây gì hả chị? Cây sắc pháo á. 15.000 2 cây. Đúng rồi, không 15.000 2 cây là hợp lý. Đúng không? Đây còn có hoa gì cũng lạ lạ. Chị hoa này hoa gì? Mai Điền Thảo ạ. Đây mấy cây rất thông dụng luôn. Cây vòng vàng hay cây gì? Đây cũng là cây cúc của sao? Anh cây vàng vàng ấy mà hoa cúc à? Thực dược. Hoa thực dược. Đây là mấy chậu cúc rồi. Cây bonsai. Hoa cúc. Hoa lại. Cô ơi, hoa này là hoa la kèn đúng không? Hoa này hoa la kèn đây đúng không? Hạ dạ thảo giống la kèn. Hoa dạ thảo nhiều hoa quá. Hoa hồng. Cái cháu nó cái hồng hắn mua được nhà thả. Thank you.
Anh cá chép này để thả bể hay là để ông công táo đấy? Đó đi hơi xa. Cá này cũng là cá cá gì? Cá vàng đúng không? Cá vàng. Chân châu bình không có. Cái này người ta hay gọi cá cầu chuối con tròn ngắn ngắn tròn tròn đẹp đấy. Cá này toàn con dài mà con tròn này. Toàn con kiểu như toàn con dài dài không con tròn. Đi tỏ mua mấy con tròn tròn đẹp không? Đây toàn con dài dài. Trên cái hoa này tên là gì? Cây này tên là gì? Cây này tên là bánh bông lan á? Em tưởng tên nó khác chứ. Đây là cây mầm đá đúng không? Sen đá nhưng mà tên gọi chung là sen đá. Nhưng vâng. Cây này bánh bông lan này, hồng dâu này, đế đỏ này. Đây là pha lê này. À. Đấy, mỗi cây nó một tên. Em không biết còn đây xương rồng chứ. Không. Trông giống như này nhưng lại khác nhau. Đúng rồi. Vâng. Đây là chim. Chim về. Màu da cam. Con Aloso này á. Đấy bằng như ở nhà đấy. Quất này là Văn Giang hay là Tứ Liên đây anh? Hả? Quất này là Văn Giang hay là Tứ Liên? Văn Giang em ạ. Vâng. Tứ Liên nhìn nó béo cơ. Quả nó béo béo. Không phải, Tứ Liên nó có, Văn Giang không có không phải. Vâng. Tứ Liên toàn cây to thôi. Đây toàn bình nhỏ. Đâu cô định mua cây nào anh? Cây này á? Đẹp tuần gì? Nhớ anh đang bán cô bao nhiêu? Nhưng mà cô không có tiền tôi ăn bán rẻ. Thì anh đang bán cô bao nhiêu? Đấy, con nhìn cây này. Anh đang bán là cô mà cô anh bán cô 250. 250 là rẻ rồi. Bởi vì nếu mà bây giờ muốn rẻ thì phải chờ thêm một thời gian nữa thì rẻ. Nhưng mà lúc đấy thì cây là người ta lại mua mất rồi. tức là đẹp, đẹp. Cây này không đẹp á? Không đẹp. Thế cô thích cây nào? Cô cây kiểu đẹp khác nhau. Ví dụ 10 người đẹp đứng cạnh nhau, cô có một người cao. Mỗi cây một khác. Làm sao hai anh đều như nhau được? Đây, cây rất đẹp luôn. Quất Văn Giang hay có kiểu có từng chùm một kiểu này. Đang mặc cả cây. Cô ơi, hoa gì đây cô? Hoa hồ điệp đó mà. À, hoa hồ điệp. Này bể lắm. Vâng. Cái này nó dày bông mà. Bông nó dày. Tất cả đây một loại không cô nhỉ? Vâng. Màu vàng, màu tím, trắng. Vào cây bách trông giống cây Noel. Giống cây thông Noel. À đúng rồi, bên trong kia là cây thông.
đây cây thông các bạn, hoa hồng, cây bách. Nhưng cây bách này không phải cây tùng đúng không? Cây bách khác đúng không? Cây bách nó khác cây tùng đúng không? Đây là cây ớt, hoa hồng, rất nhiều cây luôn. Một cúc này, cúc này cúc tím mà chị. Và cây cây này cây gì đây, cây si cây gì đây, cây sung, cây sung. Và... à. Nhưng cái chị có biết đây là thế cây gì không, hay là chị chỉ biết là uốn lượn thế thôi? Chị có biết đây là cái thế của nó là thế cây gì không? À, gọi là thế long gì, năm nay luôn đấy đúng không? À. Rất là nhiều cây các bạn. Qua đây là quả su su. Vâng. 10.000 một quả su su, 10.000 một cây. Dạ không ạ. Nếu mà mua nhiều thì lấy 15.000 hai cây. Vâng. Không, cháu xem mà. Mười một nghìn chậu cúc, thế còn đây là củ gấu hay củ gì đây? Má ơi, củ này củ gấu hay củ gì nhỉ? Củ gì nhỉ? Củ mỡ à? Hoa cúc, hoa hồng. Cho ngoài đi xe ra lấy. Cái cây đấy là cây gì đấy? Đồng tiền ạ. Đồng tiền ạ. À. Đồng tiền này chị vừa bán bao nhiêu? Quay ở livestream đấy. Làm sao là diễn được 60.000 ạ. Vâng, 60.000 các bạn. Đây cây đấy đúng chị, cây khác đúng không? Và hoa hồng, cây tím. Cái hoa cây mình chả thuộc cây gì mấy, biết mỗi hoa cúc hoa hồng. Hoa vòng vàng, hoa hồng, quất đây, hoa cái mít hả chị? Chế cây cao cao này, cây mít hay cây gì đấy? Mít đúng không? Mít cao. Chị bán mỗi hai cây quất rồi hả chị? Em có mỗi hai cây đấy. Thế tức là chị bán hết sạch quất rồi à? Vâng. Vâng. Cái quất này mấy trăm đấy chị? Mấy hả chị? 90.000. Có 90.000 rồi à? Đấm một lần đấy. Ôi, rẻ nhỉ? Hả? Ý là
90.000 một cây quất. Ôi, ở đây có cái cây gì hoa lạ này, đẹp này, lá đẹp này. Chị ơi, cái cây gì đẹp này? Dạ Ngọc Minh Châu. Dạ Ngọc Minh Châu. Cái này hoa chơi mãi tận tháng 3 không? Vào. Cái này là chị nhấc cái rễ nó lên được không? Mới dần lên. Nó đẹp luôn. Hoa, mấy cái hoa kiểu này rất thông dụng. Ở đây bà ấy đang chặt cái gì đây? Rắn à? Sắn. Ở đây là vàng mã. Vàng mã rồng ơi. Tiếp hả em không em? Vâng. Vâng. Hoa này. Cái cây 120 là cây gì ấy chị? Phong Lộc Hoa. Phong Lộc Hoa. Quất. Ở đây mấy cái quất rất đẹp luôn. Chợ rất là nhiều hoa. Hoa cúc. Trên hoa hồng đây đúng không? Hoa hồng. Màu sông hỉ là gì hả chị? Nó có hai màu, màu trắng, à. Trắng cánh ở ngoài nó đỏ đỏ. Ở trong trắng ở ngoài nó tia tia. Cây này là cây ớt này. Ớt Nhật. Không chứ em nhầm cây quất. Màu xanh xanh này, sau này là màu cam. À. Cây này là quả ca. Chế quả này quả ca nhỉ? Ớt chua. Hai mươi lăm nghìn một trăm. Đây hoa giả. Hoa giả chim. Đây, rất là nhiều cây luôn, rất là đông mọi người xem.
bạt ngàn cây Tết xuân. Chợ rất là nhộn nhịp luôn các bạn. Chợ phiên Tết rất là đông luôn. Bên này bán rất là nhiều hoa Tết, quất Tết. Rất nhiều hoa. Hoa mùa xuân. Rất nhiều là quất. Chào bạn, đây có cá này. Chúng ta đi vào chợ bên trong rồi. Đây có bán rau. Ở đây rất nhiều cá luôn. Toàn cá to. Ở chợ hôm nay chợ phiên đông đúc. Hôm nay mùng 6 tháng 12 âm lịch. Cho tầm khoảng 3 tuần nữa là Tết rồi. Đây bán các loại sông cây. Đây là các loại hạt, rau cỏ rất là nhiều luôn. Đây hoa quả cũng nhiều. Đây rào. Bên dưới cùng là dãy nhà ăn. Đấy, cơm cháo bún phở. Xem đây có bún gì. Bún lòng các bạn đấy. Sang bên này. Quán này hơi đông. Con này ra đông thay rồi các bạn. Đây, bên kia rất là đông khách luôn. Đây, đây người ta ăn sáng ăn cháo nữa. Bên kia có bún dọc mông. Đây rất nhiều táo, cam. Ta đi sang bên này. Bên này ếch. Ếch đồ chiên sẵn. Quần áo rất là nhiều luôn. Dao kéo. Bên lại những hàng thịt đây và bánh cuốn.